chào tất cả các bạn. Thì hiện mình đang ở thành phố Toronto của Canada, là thành phố lớn nhất của Canada. Mọi người ở đây hay gọi đùa mấy bạn người Việt ở đây gọi là Tô Thành. Thì mình là người đến từ Tiền Giang, nhưng mà cũng sống và làm việc ở Sài Gòn cũng 15 năm. Thì từ ngày 1 tháng 6 năm ngoái thì mình có lên đường cái chuyến đi đến nay có thể tạm nói là vòng quanh thế giới, nhưng mà mới được nửa vòng thôi bằng xe máy. Nhưng mà thực ra nhiều khi cũng đi xe buýt, đi bộ vân vân cũng nhiều. Vậy chẳng hạn như Canada đây thì mình đã đi từ Việt Nam qua các nước ở Đông Nam Á, qua Nam Á, qua châu Âu, sang cái nước Nam Mỹ, rồi sau đó lên Bắc Mỹ, qua Mỹ, rồi đến hiện giờ là đang ở Canada. Thì đến nay cũng được khoảng 514 ngày rồi. Đến nay đi cũng có nhiều cái vui, đi qua những cái vùng đất mới lạ khác nhau, rồi những cái văn hóa, cái tín ngưỡng khác nhau, có rất nhiều cái để học hỏi. Thì trong những cái nơi đó thì mỗi nơi có cái hay riêng, nên rất là khó nói là cái nơi nào nó đẹp hơn, cái nơi nào nó hay hơn, cái cảnh nào đẹp hơn, thì mỗi nơi nó có một cái đặc biệt. Ví dụ như mà nói về cái vùng cảnh thiên nhiên đẹp thì mình thấy thì là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì họ giàu có mà họ bảo tồn cái đất nước, bảo tồn cái cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp, những cái sông hồ, rồi những cái ngọn núi dãy Alps rất là đẹp. Còn ngoài ra thì những cái cảnh thiên nhiên sa mạc thì có ở Iran rất là đẹp, những cái cảnh sa mạc núi non khô cằn nhưng mà nó có một cái nét hấp dẫn riêng. Còn ở Nam Mỹ thì các bạn có thể thấy rất là nhiều cảnh khác nhau, những cái loại địa hình khác nhau trong cùng một cái đất nước, chẳng hạn như Peru, Ecuador hoặc là Colombia chẳng hạn. Thì nó có những cái hòn đảo xanh mướt, rồi có những cái sa mạc, rồi có những cái con sông, rồi rừng rậm, rồi những cái núi tuyết rất là hay. Nên mỗi nơi nó có một cái nơi đặc biệt khác nhau. Còn ở Bắc Mỹ hay Canada thì là nơi mà mình nghe những cái thành phố lớn nhiều. Tại vì đi những cái thôn quê mà tính mình thì mình thích đi những cái thôn quê, những cái vùng nó hẻo lánh, nhưng mà đôi khi cũng phải đổi gió. Đây gió nhiều quá, trời lạnh quá, phải đổi gió. Nhưng mà gió này thì lạnh quá rồi. Thì đến những cái đô thị lớn, chẳng hạn như Washington DC, New York City, Toronto đây, Montreal đây, thì để mình biết thêm những cái cuộc sống ở những cái nơi phố thị nó như thế nào, nó đông đúc, rồi những cái di tích nổi tiếng. Thì từ trước đến nay, không tính riêng chuyến này, thì có những cái nhiều nơi mình đã trở lại nhiều lần. Chẳng hạn như ở Việt Nam trước đi ha. Ở Việt Nam thì nói đâu xa thì lên Đà Lạt biết có như thời gian nhiều khi mấy tháng là tuần nào cũng được lên Đà Lạt. Thì giống như mọi người thích thì cũng không biết tại sao nó thích. Thì Đà Lạt cũng giống như con gái, với nhiều khi yêu nó mà không biết tại sao yêu như thế, mà là tình yêu thật sự. Rồi chẳng hạn như ở nếu đi trekking thì các bạn biết là mình gắn bó rất là nhiều kỷ niệm với cái chiếc cung trekking khả năng tăng dụng. Thì mỗi lần đến đó, lần đầu là đi xe máy, xem chết trong đó rồi còn sống, rồi lần sau thì lại đi trekking, đi mang ba lô đi trekking, rồi lần nữa thì có lần lại đi cưỡi ngựa vô đó với mấy ông bạn, đi cũng vui. Thì mỗi lần nó có một cái trải nghiệm khác nhau, một cái phương tiện khác nhau, đi với những người bạn khác nhau thì nó lại có những cái thú vị riêng. Chẳng hạn như những người bạn đó có thể chia sẻ cho mình nhiều câu chuyện mới nè. Rồi đi mỗi phương tiện, kiểu đi xe thì nó cần theo kiểu đi xe, đi bộ phải mang ba lô, mang vác nặng thì nó lại cần theo cái kiểu riêng. Nhưng mà nó thí dụ như đi bộ thì nó lại có, mình đi bằng chân mà thì nó lại nhanh hơn đi xe. đi xe máy nữa, nhưng mà mình không phải vướng bận chiếc xe, mình chỉ việc đi, nên mình có thời gian mình ngắm nhìn cảnh vật nhiều hơn, và mình biết có những cái chỗ nghỉ nó khác so với cũng ở chỗ đi bằng xe, thì nó lại có cái thú vị riêng. Còn ở nước ngoài thì mình cũng tới nước Đức được tới 3 lần, có thể nói nước Đức là nước yêu thích nhất của mình đến nay là trên thế giới này. Nhưng mà tính đến nay thôi, chưa biết sau này còn. Nhưng mà Canada đến nay chắc là sớm hơn Đức quá. Thì Đức mình cũng đến được như là 3 lần thì phải, mà có thể sắp tới mình sẽ trở lại thêm lần thứ tư. Tại vì mình thích cái vùng đất đó,
mỗi lần thì ví dụ như có lần thì mình lần đầu tiên thì mình đi bằng phương tiện công cộng thì lại đi phương tiện công cộng lại gặp những cái người mà đi phương tiện công cộng đó, đi qua những cái con đường mà xe buýt nó chạy hoặc là đường xe lửa nó chạy. Còn sau những lần sau thì mình lại đi xe máy thì lại đi qua những cái vùng quê khác, những cái đường mà giống như là không có dân du lịch nào đi hết, tại vì những cái đường nhỏ xe mình không có chạy gì trên highway được, không có chạy trên autobahn cái đường khủng khiếp đó được, nên phải đi những cái đường rất là bé thì để thấy những cái ngôi làng mới, gặp những cái người mới, thấy những cái quán ăn, những cái nhà thờ cổ rất là đẹp, những cái thị trấn mà đặc trưng của nước Đức mà không có dấu chân của khách du lịch thì nó cũng có cái hay riêng. Nếu được chọn trở lại thì chắc là mình sẽ quay lại Paris, quay lại dùng phía đông hoặc đông nam của nước Pháp một lần nữa, tại vì vừa rồi thì thời gian ngắn quá, không có thời gian đi nhiều, tại vì nước Pháp rất là đẹp mà không có thời gian đến, hoặc là trở lại Thụy Sĩ nhưng mà đi theo hướng đông tây chứ không đi từ nam tới bắc nữa. Và nhất là nếu cho trở lại cho mình sẽ đi Nam Mỹ đến nay là cái vùng mà 8 tháng mình có nhiều phần lớn thời gian để mình đi vào thế giới này. Và nếu trở lại thì dự định thứ hai thì mình không đi bằng xe gắn máy, có thể là một mình đi xe đạp để đi chậm hơn nữa để có thời gian ngắm cảnh Nam Mỹ nhiều hơn, hoặc là đi nếu không thì nếu có gia đình nếu bị xui rủi rồi có gia đình rồi thì chắc là lấy một chiếc ô tô rồi chở vợ, rồi nếu có con thì cả gia đình cùng đi. Thì có ô tô thì lại đi được những cái chặng đường mới, dù nó xa hơn, nó khó khăn hiểm trở hơn, và cái cự ly nó xa hơn mà xe máy, cái xe nhỏ của mình nó không đi được. Đi thêm dọc phía đông bắc của Nam Mỹ thì hãy cái nước Guyana, French Guiana rồi vân vân, rồi hoặc là đi thêm bờ đông của Brazil, nếu không thì cũng trở lại cái bờ tây của Nam Mỹ thì đi lại những cái con đường cũ, tại vì đi một lần thì thấy còn thích quá. Chưa, mình muốn trở lại cái vùng Nestor, mình rất là thích núi non, mình đi thêm nhiều cái vùng Nestor đã 8 tháng chưa đủ. Theo kinh nghiệm của mình, ví dụ như nếu mình thích cái nơi nào đó mình trở lại thì để cho nó thú vị hơn thì cũng khó nói, tại vì nếu mình thật sự mình thích nó rồi thì mình đến thì mình vẫn cảm thấy vui, lại thấy nó một cái góc nhìn khác nên cũng không cần phải làm gì nhiều. Nhưng mà nếu mình thấy nếu muốn mà nó mới mẻ hơn thì dù mình có thể trở lại vào những cái mùa khác nhau, chẳng hạn như đi Tài Năng Phan Dũng đi, thì đi mùa hoa sâm thì sau đó mình phải đi mùa hoa vàng không héo, là đi mùa hè cho nó nóng rát mặt thì có những cái trải nghiệm mới. Còn giờ đi nước ngoài thì sao ta, ví dụ như mình đi, ví dụ như ngay ở nơi mình đang ở Canada đây, mình thường mình đi cái mùa thu ngắm lá vàng đẹp thì lần sau mình lại trở lại Canada, trở lại Bắc Mỹ vào mùa đông, mùa tuyết rơi, đi xem cái cảm giác Giáng sinh tuyết phủ trắng xóa ở đây nó như thế nào, hoặc là trở lại đi đến châu Âu thì lần thứ nhất mình đi một mình, lần thứ hai đã kêu cô người yêu đi để cho nó đỡ cô đơn, tại vì đi châu Âu đẹp lãng mạn nhưng mà đi một mình cũng buồn lắm, thì lại kiếm một cô người yêu hay là lại đi với một cái nhóm bạn chứ không đi một mình như lần trước. Thì hoặc là lần đó thì nếu có nhóm bạn thì mình lại thuê ô tô mình tự lái thì nó lại có thú vị riêng, muốn đi đâu cũng được, muốn dừng đâu cũng được, tự do không bị giới hạn giờ giấc và cái lịch trình của những cái phương tiện công cộng.